gia đình là cũng còn chưa đi làm gì đâu. Mi giáo rủ tài đi với bà Nguyễn Cẩm Đoan để làm nó quay phim lấy đi giao thiền đến cái gửi thờ làng Tam Á 8 triệu đấy, 8 triệu này lấy này Tam Á này Hà Bạc có chiếu có đây đây là 1 triệu của bác nhá, và đây thì thêm là 2 triệu này là công chiêu Tam Á rồi, và đây là thêm là 1 triệu nữa là 3 triệu đấy là gửi. Cho nó xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của gia đình em Min và em Chùa và em Quỳnh các bác ạ. Thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng có chia sẻ về cái hoàn cảnh của các em lên, thì cũng có nhận được là một số phần quà của các bác dành tặng tới cho hai anh em. Và đặc biệt thêm nữa thì là hôm nay cháu Lực lên thì tiếp tục là nhận được một cái phần quà từ bên là kênh Minh Khương TV là chuyển sang cho cháu Lực của bác nhé. Và ở đầu video thì cho phép cháu Lực xin được phép là nói qua một chút của bác nhé, là cái khoản này là cháu Lực nhận được là bao nhiêu và từ ai của bác ạ? Mấy hôm nay thì phải nói là thời tiết mưa mưa rất là nhiều của bác ạ. Và ở đây thì cháu Lực có nhận được là từ bên là anh Minh Khương TV là có chuyển sang cho cháu Lực là 3 triệu đồng, và đó là bà Nguyễn Cẩm Đoan là ủng hộ gia đình của em Mìn của bác ạ, là trong đó là 3 triệu đồng đấy, 3 triệu đồng. Thì là cái này thì bà không có nói với cháu Lực rằng là không có dặn bên Minh Khương ấy là mua đồ hay là như thế nào đó, và bà bảo là trao tiền mặt cho gia đình của em. Thì cháu Lực xin thay mặt là anh Minh Khương và bà Cẩm Đoan và rất là cảm ơn bà đã gửi phần quà số tiền rất là lớn tới cho gia đình của em mình của bác nhé. Hiện tại thì mưa nhiều quá cho nên là cũng không ở ngoài nói chuyện được nữa, thì xin mời các bác cùng cháu Lực là đi vào gia đình của em mình của bác nhé. Hôm nay thì cháu Lực lên khá là muộn của bác ạ. Nhưng mà các bác không nhìn thấy là ở trên này thì đến cái thời điểm hiện tại thì bà con là người ta trồng hết xong là cái mùa vụ và lúa thôi. Đấy, tuy nhiên thì là các bác nhìn thấy là sương mù rất là nhiều. Nên là ướt hết cả đầu rồi cô bác ạ. Min ơi! Ôi, đang làm gì đấy? Chó sinh chưa đây em? Quỳnh ơi! Chú ơi! Chú ơi! Xin chó cho anh ơi! Ê! Xin chó cho anh ơi! Nhanh, anh sắp đỡ không kịp rồi! Xin chó cho anh gái! Rồi! Nhanh nha! Nhà của các em thì có hai con chó rất là ghê gớm của bác ạ. Xích luôn nha. Nhìn là từ phía bên ngoài thì có bác có thể nhìn thấy được là ngôi nhà có vẻ như là rất là lớn của bác, nhưng mà khi mà đi vào bên trong thì phải nói là ngôi nhà rất là nhỏ. Các bác có thể nhìn thấy rằng là nhìn ở bên ngoài thì một ngôi nhà rất là lớn các bác đấy, nhưng mà tuy nhiên là đi vào trong thì được ngôi nhà và diện tích trên là rất là hẹp đấy. Bây giờ thì xin mời các bác và cùng cháu Lực đi vào nhà của mà như các bác nhé. Đấy, nhà các em thì là hiện tại là có con xe này là từ bên ngoại của nhà em Quỳnh bạn đưa cho các bác ạ. Hai con này có sợ không đấy? Con này có sợ không ạ? À? Không sợ à? Thôi anh cầm lên tí. Anh cầm lên tí, bỏ cái áo mưa đấy. Mưa quá ngày hôm nay ấy. Con này ở nhà làm gì? Mưa không đi làm gì được anh. À thế mình gửi một lời chào tới các bà này đó. Con xin chào các ông, các bà, các cô, các chú. Xem chó cho anh một tí nhá. Anh để cái áo mưa lên một tí nhá. Vâng. Mấy anh em là ở nhà hết chứ? Quỳnh không ở. Quỳnh không ở á? Vâng. Quỳnh đi đâu rồi?
đi xem ruộng hay sao ấy. Đi xem ruộng à? Ồ, ừ. Thế là đây là đang làm gì đây? Chè. Đang làm chè à? Vâng. À. Thế là hôm nay là đi hái chè về à? Để chùa đi hái rồi. Ồ, thế là đây là chùa đi hái á? Vâng. À. Chùa thì đi hái chè về các bác ơi. Nào chùa. Anh đeo cho mic gửi một chào các ông bà nào. Nào, nhìn ra kia. Nhìn ra kia, nhìn ra kia, nhìn ra kia. Ờ, xin chào các ông các bà. Rồi ơi, ai cắt tóc rồi? Hả? À? Bạn. Bạn á? Dạ. Ồ, thế thì mai anh phải đưa đi cắt tóc lại nhá. Không để như này đâu nhá. Anh sao đấy? Đang công việc đang dở. Chè này là lấy về lậu để uống hay là để bán? Để bán. Để bán á? Ừ. Ồ. Thế là, này là hái được à, bao lâu rồi? Sáng nay mình. Sáng nay mình hái à? Đấy là của nhà mình hay là của ai à? Ừ. Của nhà mình là trồng cái chè gần đâu bên kia anh ạ. Cây không to không, bé rồi. Cây bé rồi à? Vâng. Trồng được bao nhiêu lâu rồi? Chưa thì vẫn to nhưng mà người ta đốt xong thì bé rồi. Người ta đốt á? Nhưng mà mình biết ai không? Không biết á. Đốt nhiều của cả làm đây có ai của ai cũng bị đốt hết nhưng mà bây giờ thì bé. À, thế cả làm nó bị đốt à? Thế là hôm nay là Quỳnh có đi chăn trâu không? À hôm nay chùa có đi chăn trâu không? Không. Không à? Ừ. Những cái thời gian mà không đi xuống học cũng có bác là em ở nhà là làm công việc ở nhà. Chỗ này thì được tầm bao nhiêu phân đây nhỉ? Nó có khô lên đây. Chưa biết á? Ừ. Còn chờ cần một cân nhiều nhất là được cần một cân. Ừ, đến được một cân à? Em Quỳnh thì là em chùa đấy các bác, là đi hái về để mà làm chè. Cái này là chè rất là không phải thuộc dạng là chè sản xuất đâu các bác ạ. Vì nếu mà chè sản xuất thì bắt đầu phải là ra lên cho nó khô hết. Đây là bây giờ mà để phơi à? Không. Đây nếu mà bán thì đem lên chợ nó bán à? Mình ngay đi chợ này à? Anh xí ấy. À, nhà anh xí đấy. Cái loại chè này người ta lấy bao tiền một cân? 40.000 Ôi, chè nước chè này rẻ nhờ. Cái chè này thì là hầu như là chè mà hái nó già hơn các bác ạ. Nếu mà như chè mà có loại một tôm này các bác này. Một tôm thì là nó sẽ đắt hơn như này. Tôm cái này rất là ngọt. Tôm này càng ngọt. Mẹ đi đâu rồi? Không biết được á? Thế là nhà mình là nấu cơm chưa? Chưa. Cá này thì sắp hết chưa hả mình? Cá đấy có người kiểu có người thích ăn nhưng mà mùi ấy có thích mùi thì người không thích. À, có người là thích ăn đúng rồi, thích không thích ăn đúng không? Ừ. Tại vì là cái này là cá này thì là thực sự ra là nó ngọt của bác ạ. Trên miền núi thì là hầu như là ưa chuộng là mặn hơn nhờ. Ở nhà thì gia đình mình thì là bao nhiêu người không thích ăn? Chùa mẹ em sau là không ăn à? Ừ. Là ăn nhưng mà vẫn ăn ít đúng không? Ừ. Thế là bây giờ còn bao nhiêu hộp? Còn không biết được anh ạ, còn 3 hộp hay 6 hộp? 3 hộp à? Thế cái này là phải ăn trong vòng là 1 tháng đấy nhá. Để lâu quá thì nó hết hạn đấy. Đấy. Ở nhà thì ruộng này kia thì làm hết chưa? Hết rồi anh ạ. Làm hết rồi à? Vâng. Thế là mấy em mà nấu cơm chưa mấy em ấy? Chưa anh. Chưa? Thế là đợi Quỳnh. Thế là đợi chùa là làm xong cái này là mấy ăn cơm à? Ăn cơm trưa nay nấu rồi anh ạ. À, thế là ăn cơm cơm nguội của trưa nay. Và hầu như là lên trên nhà của các em đó các bác ạ. À, có những hôm là người ta các em mà nấu cơm là một buổi sáng thôi để cho là cả đủ cả ngày luôn đấy. Để cho anh đi vào xem em chùa một chút này. Không. Ui, mưa nhiều đấy mẹ, với lại là
Quỳnh là vẫn chưa về nhỉ? Vâng. Cho em một tả đi. Lấy tên đâu? Ngay đây đây. Ủa hôm nay là ai đi tên Châu ấy? Châu... Thả rừng á? Thế là đem đi thả rừng, nhưng mà đi trên thả rừng mình có sợ mất không? Sợ. Không sợ mất à? Bây giờ ai cũng cháy thì đi lên. Quỳnh đi vào ruộng làm gì ấy Quỳnh nhá? Đi không nước à? Nó là nước to là phải ngắt đi đúng không? Cái ruộng nhà các em thì là ở đây rồi các bác, xong là thấy là không cháy hết rồi. Ngôi này là ngôi gì đấy? Ôi gừng nhiều ấy, trồng gừng nhiều nhỉ? Từ ngày trồng để gia đình ăn nên là để đem đi bán. Rồi bán đây, rồi cứ cho để bán à? Hầu như là trong nhà các em thì đều là trồng những cái thậm chí là những củ quả đúng không, để là đem ra chợ là bán hết thôi. Lấy vài bát thôi. Này không biết là có phải là ngô nếp không ấy. Cây nó rất là cao quá ạ. Thậm chí là đến độ tầm là 2 mét. Mỗi lần mà đi vào thì có mình là rất là khoái bên cái quả dưa chuột này quá. Nhà các em thì hầu như là dưa chuột này mùa này thì đang có rất là nhiều. Chỉ là những quả là ăn không kịp là còn vàng hết cả da luôn. Thôi được rồi. Vâng. Lấy vài quả. Lấy những cái quả này ăn không kịp được quá. Nhìn thấy là vàng hết cả da rồi. Mưa này cứ mưa đến tối rồi, nhà mưa thế. Mưa là mưa cả ngày hôm qua, hầu như ấy. Mưa là vào trong cháu đi cháu. Thế là chuyến đổ là nó sẽ chậm hơn một chút. Vào đây không có mà, chuẩn bị. Đây này. Không biết là hay bị bể ở đây nhiều thế. Đây là bể ở đây. Tại vì khó rồi bây giờ. Cũng nhiều mà. Để xem là có biết là phải là ngô nếp không? Em đã có phải cho tôi chưa mấy cái đường tay nữa à? Dạ bò. Đi nghe chứ à? Cái thằng không à? Hả? Cái thằng không à? Cái nồi này là cái chảo này là chảo gang ấy nhỉ? Chảo này là để nó nấu cán lợn này kia đây. Đấy, từ sau khi mà bố mất cô bác, thực ra là cuộc sống của các em là có bạn có em thì là từng việc học lại. Như là em mình thì cô bác này, em mình là đang học đến lớp 10-11 là em ấy, đợt đấy là bố đang bị bệnh nặng và đang nghỉ nhiều nhỉ. Còn Quỳnh thì lại không được may mắn quá, Quỳnh thì chỉ học đến lớp 5 là Quỳnh đã bỏ học rồi, cho nên là khi mà giao tiếp ấy, Quỳnh là có những câu là còn không biết nói đâu á. Ôi cái chảo này không nhớ ra à? Không thôi. Tiếng nó ổ quá đấy. Chảo này tớ nóng lắm để cẩn thận á. Để em một tí. Thế là tối nay là chỉ có nấu rau thôi à tối nay? Vâng. Chúng ta chẳng biết gì. Chẳng thấy là thế. Quỳnh là em chùa các bác ạ. Em chùa là hay đi nhặt con bọ hung này.
xong rồi đi nhặt các thứ để mà đem đi bán. Bây giờ là phơi phơi mới ra à? Để trên này hay là để đâu? Để trên này. Để lên trên đấy, củi đúng không? Ừ. Mùa đông thì cả nhà là ngồi đây để sưởi ấm bộ tầm là 3 phút đến 1 tiếng, không là cũng đi vào và đi vào ngủ. Mùa đông là ngồi bếp củi như này thì còn đỡ, thế nhưng mà vào cái mùa như này có bác này, mùa như này thì mùa hè có hôm nắng lên là chỉ cần vào trong nhà thôi là người ta đã gọi là nóng rồi. Tại vì nhà nó không có chỗ nào để mà thoát khí, bác không có cửa sổ nào ấy, nó chỉ có nguyên là một cái cửa chính như này là duy nhất thôi đấy. Mẹ là hôm nay là đi hội nhà ai không? Không, anh ở bây giờ người ta cấy đi rồi ạ. Thế là bây giờ ở trong làng thì còn là việc gì nào? Không anh ạ, không rồi. Em chùa thì là sang tháng 8 á, sang tháng 8 thì em ấy sẽ là đi vào học, là học chính cái ngôi trường mà trước em học ấy nhờ. Học vào cấp 3 các bác. Cấp 3 thì lại là đợt đấy cho được biết các em là muộn hơn, thành ra là nếu mà để ấy thì cho em Quỳnh là đi học cấp 3 thì nó sẽ được hơn. Thế thì phơi được tầm bao lâu thì đem đi bán được? Cho nó khô. Thế là chùa là này em đi bán xong rồi lấy tiền đấy để cho ai? Để nhờ cho mẹ. À là để cho mẹ à? Đấy mẹ đi làm gì đấy? Tuần à? Ừ bác. Thế tao mai tao bác. Cái tiền dây thì ông mai sẽ. Ồ thế là mẹ là đi hái bí về. Mẹ ông bác ông khái đó. Ông à. Tùy chi mũ là lấy cho lợn của bác ạ. Lâu lại lên một cặp phải ở thân mũ à. Trời mưa quá không có dám đi lấy cho lợn của bác. Không đi dám, không đi dám vào rừng sâu để lấy cho lợn. Xem là tổng tầm bao nhiêu cân nào. Ui rồi. Ui. Này. Nhất phải là tầm là 50 cân đấy. Đúng như 50 cân à, 20 cân. 20 á? Đấy. Chí vô, bà má hồ. Thác bà hồ. Đó, cháu mình tại vì có cùng đồng có cái chua không cái chua có cái chua nào cái chua tao ăn đấy có cùng đồng tao ăn cái chua mà tao người rất là ngày còn của bác ạ. Năm nay thì được là xuất chỉ là 60 tuổi rồi đấy, nhưng mà hầu như là lên trên vùng cao thì ai cũng đều là già trước tuổi hết cả. Nào nào quay lại tao bác xí à. À thế là để đến trên này à? Để trên này để cho nó khô à? Đây là cách kiếm tiền để mà phụ anh mình. Anh mình thì là chuyên là đi làm thuê là nhiều hơn quá. Đến thời điểm hiện tại thì là không có ai thuê làm mấy rồi nhỉ? Chắc mà tạm ăn ra có thêm đồ ra với chi mà. Đến tông. Chắc là bác kỳ xôi ra không có cái Apple nhỉ? Cũng chả khá mà nhập cái tiền thẳng cái này cũng không có. Cái này không phải là giỏi, nên cũng không có cái đội. À. Đen tông rồi. Kia mới phải uống đấy bác. Ba cái này. À. Đây là lỗ, đây củ đây. Đây là mẹ chồng à? Vâng. Chồng. Chồng có ăn anh ạ. Chồng có mau xuống. Đã từng bữa nào mà hết gạo xong ăn nguyên ngô chưa? Có anh ạ. Có rồi á. Đây, không, mình phải. Cho mình phải. Nên năm đó thì là gia đình mình không đủ thóc à? Vâng. Cái năm mà gia đình mình không đủ thóc thì năm gần nhất là năm nào? Năm vừa rồi anh. Năm vừa rồi á? Vâng. Cái năm vừa rồi thì bố bị ốm rồi thì có bán thóc để mà chạy chứa không? Có anh. Không là cái nó không thể. Thế là cũng bán là không luôn. Vâng. Mẹ của các em đúng không? Đi làm về là cái năng lượng
cả vợ của Quỳnh đi à? Đi đâu? Đi xem nước này, ủng hộ ấy. Vâng. Vợ Quỳnh không đi đâu à? Thì có lẽ là bây giờ thì sẽ phải đợi em Quỳnh thêm nữa không bác? Về Quỳnh về thêm thì cháu được xé gửi cái phần quà cho gia đình của em mình sau. Mấy anh em mà ngồi mình ngu đâu thôi thì giờ ấy. Hôm nay ở trên này thì có rau bí nhiều rồi hôm nay ấy. Rau bí, quả bí này. Nói mà ăn không kịp là làm cho cả rau lợn. Chua là vừa đi đâu rồi? Quỳnh thế sao vậy? Quỳnh là có về rồi à? À, mọi người bắt ngô đó ở nhà. Rồi thì tính tiếp. Hôm nọ anh lên là gửi quà, gửi cá thì là có gặp là mình mọi người đang biết là mình đi đâu á. Em đi làm rồi. Có hôm thì là bắt gặp người này, có hôm thì bắt gặp người kia các bác. Để mà đông người như thế này thì chậm chậm tối đây thì mới đây thôi. Quỳnh ra bây giờ ạ? À, anh như này đi xem nước về rồi các bác này. Vào đâu? Bảo vệ ra đây. Bảo vệ ra đây ngô. Bảo vệ ra đây ngô xong rồi tí anh gửi quà cho gia đình nhé. Bảo vệ ra đây. Vâng, em là có vẻ như hơi ngại trước cô bác ạ, tại vì là không muốn gặp người lạ đấy. Quỳnh, mình thì đã ngắm được bạn nào chưa? Đó. Đã ngắm được bạn nào chưa? Chưa anh ạ. Chưa à? Bây giờ lấy vợ thì lại mất khoản tiền cũng khá lớn đấy nhỉ? Vâng. Như thế Quỳnh kể bảo là trước là mất ạ. Đấy Quỳnh kể và trước là mất 30 triệu ạ. À? Nhưng mà nhìn theo người á, nhìn theo người á, nhìn theo bố mẹ. Nhìn theo bố mẹ nhà gái đúng không? Vâng. Có người thì làm là lấy nhiều nhỉ? Vâng. Ôi đây của anh ấy chí rồi. Quay bảo cả gia đình ra đây ngồi. Đây đang ngồi đây này. Ngồi thêm. À vợ đây đúng không? Đúng rồi, là sắp đẻ rồi nhà, sắp làm bố rồi đấy. Đây, đây bây giờ là đầy đủ gia đình bố đó, đầy đủ gia đình cả ba rồi đây. Ê, ngồi luôn, ăn luôn đây. Ăn cái này. Hả? Ăn. Nóng quá, nóng quá. Chua ngồi đây, chua. Mà nè, mà nè. Mẹ chia cho mẹ cái này cho anh này. Mẹ của các em là không có răng để mà ăn ngô nữa được các bác ạ. Đây, Quỳnh cho mịt. À chua, cho chị lại cho. Nên nó để về để phải nhà mình nó phải luôn. Nó nó có quay. Hả? Chua phải nó. Phải cho bắt đầu rồi. Nhất nhất. Ê, cho nó cũng khỏe cả. Nó cái thưa các bác, phải nói là một cái hôm như này đầy đủ thành viên trong gia đình là phải nói là rất là khó các bác ạ. Có những hôm thì làm và đi làm ấy, mỗi người là làm một việc. Đấy, vợ chồng của em Quỳnh thì có vẻ như là mặc áo đôi đấy Quỳnh à. Đấy, còn là phía bên này thì có mỗi em Quỳnh với lại em Chùa, em Mìn với lại em Chùa. Em Mìn thì có vẻ như là một người anh vất vả hơn, thành ra là bé hơn cả em Chùa nữa.
em chùa thì ngày mai đi xuống thì anh gửi tiền cho cắt tóc lại, cắt tóc khác nhá. Đây là bạn cắt cho à? Bạn nào ấy? Dưới kia. Thế mai là anh gửi cắt tóc lại cho nhá. Mấy đứa đi học là không cắt được cái này đâu nhá. Cắt cho nó gọn gọn gàng một chút thôi. Đấy đừng có cắt này thì thành ra nó cả thành cái hủm rồi nhờ. Hầu như là mấy bạn ở trên vùng cao này ai cũng thiều là nhiều các cắt tóc ở đây các bạn ạ. Đặc biệt là các bạn các em ở trên khu vực người Mông. Đấy, hôm nay thì anh lên với lại gia đình ấy. Thì là em là bảo lại với mẹ nhá. Là anh nhận được một phần quà là của bà Nguyễn Cẩm Đoan. Nguyễn Cẩm Đoan là gửi cho gia đình mình là 3 triệu đồng. Anh gửi cho gia đình mình là 3 triệu đồng. Trong 3 triệu đồng đó thì bà cũng không có bảo với anh là mua cái gì lên cả. Và bà muốn gửi là tiền mặt cho là gia đình nhá. Tiền mặt cho gia đình thì là gia đình là thích mua cái gì hay là dùng cái để mà chi trả cái khoản tiền điện hay là như thế nào đó thì là gia đình là tự chi trả nhá. Và ở đầu video của bác thì cháu Lực cũng xin được ở đầu video thì cháu Lực cũng nói qua một chút rồi đấy, và bây giờ thì cháu Lực sẽ nói thêm một lần nữa của bác nhá. Cháu Lực có nhận được một cái khoản của bà Nguyễn Cẩm Đoan là gửi cho bên Minh Khương, và bên Minh Khương là chuyển lại cho cháu Lực của bác nhá, là cháu Lực sẽ gửi tặng là trao tặng là bằng tiền mặt thì không có mua thêm cái gì lên cả. Và cứ lịch cứ lấy du đến chính ở đây đấy, thậm chí là phải bán hơi quỳnh nhũ quỳnh về ở é đấy. Thì là anh là ở đây thì gia đình mình là gửi cho mẹ hay là gửi cho ai? Cho mẹ anh ạ. Gửi cho mẹ nhá. Đấy, gửi cho mẹ thì các em là cần cái gì đấy thì mua gì để ăn đấy thì là bảo mẹ là đưa tiền cho để đi mua, để đi chợ là mua thức ăn nhá. Mua thịt mua thà này về để ăn, thậm chí là nếu mà gia đình mình ăn cá mắm được thì là mua cá mắm này như một hộp như hôm nọ anh mua lên đấy thì sẽ được lâu hơn nhá. Đấy. Này đấy, phong hồ liệu và thứ để phát chín cho. Đấy, phong hồ thứ phát chín bông răng thèm sáng phím á, lâu của mình nước của mình cứ răng phím đấy. Lấy bông cho hờ đấy. Phải mới bật thứ bên chín nữa, bật bông chút ngại hơn. Tại vì cái này là bông ở và thứ chứ không chín đây. Nộp để trên điển trên này tài kia. Đấy thì cháu Lực cũng vừa gửi cái phần quà của bà Nguyễn Cẩm Đoan cho gia đình thôi, thì cho mẹ của em các em là cầm để cho mẹ các em là lúc nào mà các em cần mua gì đấy thì có thể là bảo với mẹ là để mẹ đưa cho. Thì cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn thay mặt gia đình, gửi một lời cảm ơn tới bà Nguyễn Cẩm Đoan và cảm ơn bà rất là nhiều. Chúc bà cùng gia đình nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Rất là mong trong thời gian tới thì sẽ được bà đồng hành cùng cháu Lực để mà đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khác. Cô bác nhé. Tạm má hát khẩu mèo cảm ơn giang cám lo. Hát khẩu má. Ở đây cũng sắp có hai chán ý, hai chán o. Cô hát khẩu mèo từng con hát đấy. Ở đây cũng hát khẩu nông yếu quá. Ừ, hát khẩu nông ở đây. Chúng ta cũng hát ở đây, hát mi o. Ở hát đây hơi quỳnh gì cả, hơi mìn gì chua gì cả. Nó là có hai chán thật á. Ở đây cũng khó khăn lại đi. Bóng cơ tự ăn sợ đấy, bóng hờ dừng lỡ của cơ đại. Của cái bụng như cái nào lấy bóng hơi lấy hơi cần để cố ca tụng bài bóng hơi lấy cố tiêu ca ăn chơi cái tiền gì đại chứ có hai chơi hai mươi mi sao ấy. Vừa rồi thì là mẹ các em nói bằng tiếng Nùng của bác thì cháu được sẽ thay mặt là các em là dịch luôn, tại vì là có những câu là các em không biết nói. Bác mẹ các em nói rằng là rất là cảm ơn phần quà và cái số tiền rất là lớn tới cho gia đình của em Min. Và là cho Lực lên chia sẻ đấy, nhận được phần quà nào thì là bác cũng rất là vui của bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì đến chùa nhá. Chùa gửi một chùa thay mặt mẹ gửi một lời cảm ơn nhá. Con xin cảm ơn bà Nguyễn Quận Đoan Cẩm Đoan. Cẩm Đoan. Cẩm Đoan. Đoan. Rồi. Gia đình có nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Đây vừa rồi là những cái lời cảm ơn rất là ngắn ngủi của em chùa gửi tới cho bà. Thì bây giờ là để em
Min, tiếp tục là để em Min gửi một lời cảm ơn tới bà. Con xin cảm ơn bà Nguyễn Cận Đoan. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc. Đấy, còn là đến em Quỳnh nha. Hai vợ chồng nịnh nhau để nói đấy. Con thay mặt gia đình gửi một lời cảm ơn tới bà Nguyễn Cận Đoan. Đấy, em thì nói thế thôi, không biết nói nhiều ấy. Con xin cảm ơn bà. Con xin cảm ơn bà Nguyễn Cận Đoan. Nguyễn Cận Đoan. Bên kia là vợ ở nhà. Đấy, vợ thì cô bác ạ, em thì cũng ít học ấy, cho nên là cũng không có nói được ấy, nói được bao nhiêu. Đấy, vợ của Quỳnh gửi một lời cảm ơn tới bà nhá. Con xin cảm ơn bà. Được rồi. Đấy, mấy câu đấy. Đấy, con xin cảm ơn bà. Con xin cảm ơn bà. À, thế là sắp sinh rồi đấy nhở? À, Quỳnh nhở? Thế mấy đứa sinh là đem đi xuống, đưa vợ là xuống trạm để mà sinh nhá. Nhá, và đừng có để ở nhà nhá. Để ở nhà là rất là nguy hiểm đấy. Đấy, còn nếu mà khó khăn quá thì là bảo với anh nhá. Bảo với anh để anh hỗ trợ cho hai vợ chồng của em. Hai vợ chồng của em là đi xuống trạm để mà mổ chứ, để mà đẻ chứ thật sự ra là thực sự ra cô bác là cái này thì đa số là để ở nhà là nhiều hơn cô bác ạ. Thành ra là để ở nhà thì rất là nguy hiểm. Thì xuống ấy có thiếu tiền để mà đi vào trạm thì có thể là bảo anh nhá. Đấy, hay là bảo mẹ là đưa cho các em. Đấy, đưa cho các em mà đi xuống trạm. Đứa. Chó đùi gà. Đưa cho, bảo là mẹ đưa cho để các em là xuống trạm để mà đẻ nhá. Chứ để ở nhà thì rất là nguy hiểm đấy nhá. Ở nhà thì nếu mà mẹ tròn con vuông thì không sao, nhưng mà đến lúc mà mất máu nhiều mà chẳng hạn thì rất là nguy hiểm tới người mẹ đấy nhá, Quỳnh nhá. Đấy thì mấy anh em, ba anh em thì cuộc sống rất là vất vả của bác ạ. Đấy, dặn còn vợ chồng em Quỳnh ấy, là do được sự bố mẹ là sắp xếp ấy, cho nên là thành vợ thành chồng rất là sớm. Như bạn gái thì là được 16 tuổi nhỉ? Vợ ấy. Có phải không? Vợ là 16 tuổi à? Là vợ 16 tuổi. Chồng thì là 17 tuổi. Đấy, đã chuẩn bị là được làm bố, được làm mẹ rồi. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được là xin phép là kết thúc cái video ở đây thưa các bác ạ. Và rất là cảm ơn tới tất cả các cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực trên cái cung đường và cái chặng đường làm thiện nguyện, là một người mà đi làm cầu nối khi mà được các bác đồng hành cùng ấy, thì đối bản thân cháu Lực rất là vinh dự và rất là vui cô bác ạ. Đấy, nhưng mà thực sự ra trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng biết là một số bác thì có thể là hiểu lầm cháu Lực hay là như nào đấy, thì cháu Lực cũng không có biết lắm, cho nên là cháu Lực nghe được một số câu chuyện thì rất là buồn, cháu Lực cũng không có nói ra nữa. Hôm qua thì cháu Lực cũng bị ốm nên là cháu Lực cũng không có ra được video, và cảm thấy như là càng nói nhiều thì là càng biện minh cho cái bản thân của mình, cho nên là cháu Lực xin phép là cháu Lực chỉ làm thôi, cháu Lực sẽ không có nói nữa. Nếu mà như các bác tin tưởng thì cũng rất là mong các bác đồng hành cùng. Còn nếu như các bác không có tin tưởng cháu Lực ấy, các bác tin tưởng ở một kênh nào đó, thì các bác cũng có thể là đồng hành cùng kênh nào đó để mà đi giúp đỡ, hay là đi gửi tặng những cái hoàn cảnh đó, hoặc gửi tặng những cái phần quà, thì cháu Lực cũng xin rất là cảm ơn thôi các bác, chứ cũng không có biết là phải là chia sẻ như nào, hay là phải là cứ mỗi lần mà có cái câu chuyện gì đấy cháu Lực phải lên trên kênh để mà biện minh hay là để mà giải thích, thì cháu Lực cũng không có làm được. Tại vì tính của cháu Lực thì cháu Lực là làm là nhiều hơn, chứ để mà nói thì cháu Lực không có nói được mấy các bác. Thì rất là mong sẽ được sự đồng hành của các ông các bà. Nếu như các ông các bà là tin tưởng cháu Lực thì cháu Lực rất là mong sẽ được các ông các bà là đồng hành trên cái chặng đường thiện nguyện, để mà được làm một người cầu nối đi giúp đỡ được bà con và những hoàn cảnh nào còn khó khăn ở trên vùng cao. Đấy, có lẽ là
Thật là cũng xin được là kết thúc cái thức phim này thôi các bác. Và xin cảm ơn các ông bà, cô chú anh chị đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác. Cảm ơn, chào, không cảm ơn. Nào, đến nào. Con xin chào, tạm biệt công các bà. Con xin chào, tạm biệt các ông các bà. Con xin chào, tạm biệt các ông các bà. Đấy, nào, vợ của Quỳnh nào, con chào tạm biệt các ông các bà. Quỳnh đưa cái này cho vợ tí. Con chào, tạm biệt các ông các bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.